Phà Lan lên tầng năm khách đang order. Còn con mi qua phòng 309. Rằng còn em anh thử xem có ai bục lịch. Nhìn mày ta nên chẳng ai muốn đi. Hơ sao em lại khóc khát, nó dã man về lùng. Nó chê em là ngại già hết ta. Ừ thì thôi chịu khổ đại tư. Em lấy không ra tiền, mày lại chém em bán hàng online dầu kì. Mày đừng cố mất tình yêu, cứ gọi đều chẳng bấy nhiêu. Bốn chai rượu nhậu ma cu siêu, mà tất xấu 2 triệu. Thế còn tiền hạn không tính, tiền ôm ngại không tính. Viết dây đậm rồi ký tên, có thằng ly lên. Anh tắm lâu lắm, mới thấy đến chơi nơi này. Em vanh anh đây, anh xuống để thăm em mà. Chú có thể cộng anh vào được không? Bọn mày đâu ra đây? Cộng anh cầm đi vào. Thấy anh sao không chào? Thôi em tâm em nhìn không ra. Giờ mày nhìn ra chưa? Đúng anh tâm đây rồi. Đúng thì phải thế nào? Muốn anh tâm nhiệt tình cho ta. Diễn viên chuyên nghiệp, thế nhưng giờ lấn sang âm nhạc, giá 4 ngàn. Sâu, chúc có con nào khá hơn con này? Em có con này mới thi hoa hậu, 15.000 đô. Loại này à, service gọi là tuyệt vời. Anh thích đi tour chỉ cần đề nghị một lời, nhưng giá nó hơi chua vì dạo này nhiều lời mời. Anh thích con nào? Được rồi, anh chốt toàn bộ hàng của nhà mày. Đi 2-5 hôm khởi hành vào chủ nhật này. Anh sẽ dễ cao em tiền bạc cọc rồi này. Anh chất về là còn phòng nào không, chỉ còn một phòng trong phòng vừa đại thu âm thanh ánh sáng đã sống động xịn hơn ở nơi khác, đảm bảo là mất sắc. Phòng này phòng VIP nên chỉ tiếp khách nghe nhạc thôi. Đồ ăn thì ra sao, đồ ăn thì ngoan lắm. Ở trên phòng đã có sẵn một thằng đang nấu cơm. Vậy thì mình lên thôi, bật hộ bài lát trôi, điều thêm bài em lên đây bơi với bọn tôi. Phạm Thị Thoại vừa đi đâu ra phòng VIP khách đang chờ. Gì mà một mình cân làm em làm sao mà tiếp được? Mày không tiếp được khách thì mày chết đi. Mày sống làm mẹ gì nữa? 1, 2, 3 giang tay ra, các đại ca bơi theo em nhá. Ta cùng bơi lên Phan Xi Păng, xong chúng ta xuống nơi Bình Hằng. Không bơi xa bờ, anh phải bơi cùng đoàn, rõ chưa? Chẳng may nếu có chết đuối mình còn cứu nhau. 1, 2, 3 $1,000,000, chúc mừng anh tung hoa tung hoa. Thêm tiền anh tâm đưa cho tao, tao tính sơ cũng 50,000. À vậy thì cho em xin 2,000. Quê ở đâu mà khôn thế em? Thì thôi sao anh ngỡ nặng lời với em? Cuốc cây ra ngoài kia. Thiên sư con nhạc thằng nào vừa phang đao? Tao
đi chơi mà cha đủ tiền thì ai đánh ông? Ông nhìn con điên ai nó chỉ đáng tuổi của cháu tao mà lại hôn sao? A à, A à, cháu chấp ca họ nhà chú mày nói gì? Cháu chấp ca họ nhà chú cháu một khi đã câu thì cực kỳ mong đừng động vào cháu nhớ chưa? Chuyện tay đình rồi anh ơi con lại nó sốc thuốc rồi. Mày lại đùa cả tao sao anh thương trần lên mà trách xe. Tôi đã rất ân hận về những gì đã gây ra. Nếu có thể nói một lời xin lỗi. Yêu hay là biết trước sẽ không còn cảm giác, anh sẽ không để tôi mất tình yêu.
trời nắng chữa theo những nỗi buồn, thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đành mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn, tình cảm dầm mưa thấm lâu. Em nào ngờ mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào. Rồi lần gửi đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn. Anh chót vô tình thương em như là em khác. Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn như ai. Càng xa lánh càng trong vắng, tim cứ đau và nhớ lắm. Đành phải buông hết tất cả thôi. Nụ cười mỉm sau bờ môi, ấm áp dịu dàng với anh. Em đã bao lần yên xa, nhìn trên cao quãng trời yêu mơ.